Theo tin của Reuters, vào ngày 26 tháng 10, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo rằng hơn 900 binh sĩ Mỹ đã hoặc đang trong quá trình triển khai đến Trung Đông nhằm tăng cường khả năng phòng không cho lực lượng Mỹ tại khu vực này. Patrick Ryder, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cho biết rằng việc triển khai này nhằm ứng phó với việc binh sĩ Mỹ và các đồng minh tại các căn cứ Iraq và Syria liên tục bị tấn công. Trong tuần qua, ít nhất có 12 cuộc tấn công ở Iraq và 4 cuộc tấn công ở Syria đã gây thương vong cho ít nhất 21 binh sĩ Mỹ, với hầu hết trong số họ bị chấn thương sọ não. Các cuộc tấn công này đã được đẩy lùi, nhưng không có thông tin cụ thể về danh tính của nhóm vũ trang nào đứng sau các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, có sự nghi ngờ rằng các nhóm này có liên hệ với Iran. Trong một sự phát triển liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi một thông điệp cảnh báo trực tiếp tới lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei về các cuộc tấn công liên tục đối với lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq. Cảnh báo này đã được thể hiện một cách trực tiếp, mặc dù không có thông báo chi tiết về nội dung của thông điệp. Trước đó, ông Biden đã cảnh báo rằng nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ông Biden đã tuyên bố tại cuộc họp báo rằng, cảnh báo của tôi gửi đến ông Ayatollah là nếu họ tiếp tục các hành động chống lại lực lượng Mỹ và đồng minh, chúng tôi sẽ đáp trả. Ông ấy nên chuẩn bị tinh thần cho điều đó.